Các bạn muốn món ăn lấy quân uy tín giá rẻ chất lượng truy cập ngay nít đại bày com. Ủa dạ nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bodgaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bodgaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Ok, hello, xin chào anh em nha, chào mừng bà con cô bác đã đến với channel của mình, thì mình là Boss Game TV nha bà con ơi. Ok, thì ngày hôm nay là lại theo cầu của bà con cô bác, các bình luận bên dưới cho mình nha anh em ơi. Ok, cái clip ngày hôm nay sẽ là về top 5 cái vị tướng sát thủ đấu sĩ mà nó tăng cơ trong cái vụ này nhanh nhất. Thì để xem ai sẽ trâu nhất ngày hôm nay nha bà con ơi. Ok, ở vị trí đầu tiên của chúng ta là Atriz, một nữ kiếm sư mà siêu đẹp, siêu xinh mà siêu chắc luôn lượng luôn bà con ơi. Ok, bà con cô bác có yêu cầu tưởng gì mới nữa thì nhớ comment bình luận nhìn bên dưới cho mình làm đi nha bà con. Ok, thì để coi cái vị tướng này nó sẽ tồn tại trong cái chậu này bao nhiêu sẽ phát mà đứng được vị trí top 5 đây. Nào có cái chuột cuối bắt tử và thêm ba món đồ nữa. Cùng mình đếm đang có nấu ăn nha anh em ơi. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Trời ơi trời, tuyệt vời quá chị đại ơi. Đúng là nữ kiếm sư mà tôi yêu thích luôn bà con ơi. Với cái chỉ số sức mạnh như này là quá trời hoàn hảo. Chỉ có 19 giấy thôi bà con ơi. Quá trời ok luôn khi đứng được vị trí chết đến 5 bà con ơi. Đúng là chiều cuối là nội không này. Chiều cuối của vị tướng Axis này là đỡ được hai phát rồi đó. Là quá trời ok luôn rồi đó. Đấy, phải vậy mới đứng được vị trí này chứ. Anh em mà cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha bà con. Đấy, để coi ai sẽ ở vị trí tiếp theo đây. Axis đầu tiên nha. Ok, con dê tiếp theo nằm ở vị trí top 4 của chúng ta thì không ai khác chính là cái vị tướng Volcat, một cái vị tướng mà có cái biệt hiệu là thích băng trụ và con ơi. Đó, với cái nội tại của nó băng trụ thì không thể không có mặt trong cái video ngày hôm nay. Đó, cái ưu đồ sẽ là ba cái phù chú, một cái nhâm thuẫn, một cái hơi của la thanh nộ và một cái liềm được mệnh nhau con. Đây, để coi nó bị sao mà nó trâu trong cái top 4 này. Má quỷ đó, chưa chân mày gịch vô một hồi để tao cho mày gịch con. Rồi hồi tao cho mày về dưới mẹ đất mẹ mày luôn. Ok, cùng mình đếm cái vị tướng này nó sẽ trâu bao nhiêu phát trong cái tay trong cái chậu này nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bắt tử này nè, 17 18 19 20 21 22 23. Wow. Trời ơi, má quỷ này trời quá. Nói gì nói, cái thằng quỷ này nó là tặng 23 phát bắn từ cây trụ lần nó mới đứng rồi ở vị trí lớp 4 này rồi đó nha bà con ơi. Quá trời ưu tiên nhìn cho cái vị tướng này luôn. Trời ơi, trời quá hoàn hảo luôn anh trai ơi. Trời ơi, quá ok luôn. Đấy, vị tướng này nằm ở vị trí lớp 4 nha. Không biết ai sẽ tiếp theo đây. Má trời quá. Tiếp theo nằm ở vị trí top 3 của chúng ta chính là một cái vị tướng sát thủ nữ nữa nha anh em ơi. Đấy, ngày hôm nay là nữ ghiền mà con, ngày hôm nay nữ ghiền, còn đây là ghét tôi nha, cờ ghét tôi Sinetse. Đó, một cái vị tướng hay ngủ gà, ngủ gặt. Đấy, ngủ là bị đã biết cu te rồi. Ok, để coi con này này sẽ chống chịu được cây trụ này bao nhiêu phát bắn nha bà con. Rồi, để coi nó chống chịu được bao nhiêu phát bắn đây mà đứng được vị trí top 3. Với cái khả năng hút đầy cái máu và cái quyết tế của mình thì cái vị tướng này thì mình tưởng đâu là cái vị tướng này nó sẽ trụ lâu hơn cái vị tướng vừa rồi đây. Trời ơi, trong giao tranh cái vị tướng này nội không là gần hết cái máu đó, chơi chỉ cuối cái đội quán đổi cái máu cái nữa, quá hoàn hảo luôn đúng không? Đấy, để coi cùng mà đếm nè. 1 2 3 4 5 6 nhảy nhám nhín 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Đấy, hoàn hảo chưa? Đâu 22 23 phát lận đó mới đứng được vị trí này. Thấy hoàn hảo cho bà con. Chứ đây là cờ ghét tôi nữa, tướng nữ nó bây giờ tôi ưu tiên dành cho cái vị tướng này. Đồng nó đâu là 23 phát đó, có lẽ mình điểm sai bà con. Bởi vì mình cho cái vị tướng này nó đứng ở vị trí top 3 nha. Đấy, hơn cái vị tướng vừa rồi nha bà con ơi. Đấy, ba cái vị tướng sát thủ mà máu châu bò cũng đã xuất hiện rồi, không biết ai sẽ tiếp theo nào ở vị trí vừa tiếp theo đây. Rồi, mong chờ quá đây.
Ok con về tiếp theo nằm ở vị trí ảo quân top 2 của chúng ta thì không ai khác chính là Mugat. Trời ơi, một cái vị tướng mà tôi khá là yêu thích trong cái playlist của mình luôn anh em ơi. Đây là một cái vị tướng mà mình đi vào là mình biết, mình vào là mình biết thôi. Bởi vậy đây là một cái vị tướng đứng đầu playlist của mình luôn. Đó. Ok, để coi cái vị tướng này nó chống chịu bao nhiêu nha. Cái bộ đồ cũng ưu gì kỹ thôi bà con ơi. Cùng mình đếm cái vị tướng này nó sẽ chống chịu bao nhiêu giây trong cái thời gian của cái tế đàn nha. Đây không phải cái không phải cái tế đàn ông nội. Cái chậu thôi chứ không phải tế đàn. Ok ok, cùng mình đếm nè. Thì Mugat thì vừa có cái ổ ảnh chảm nè, miễn nhiễm sát thương rồi vô ảnh giật nè. Đó, loại bỏ cái chiêu của chậu luôn, bây giờ hoàn hảo lắm. Ok anh em mà còn cô bé đang xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó, vừa có chiêu 2 mà vừa ổ ảnh chảm né luôn nè. Đó, né lắm, nhiều đòn né lắm mà con ơi, chứ không phải gian vừa đâu. Trời ơi, nội không tôi né bằng cái chiêu 2 với cái chiêu cuối thôi là đủ rồi. Đủ hoàn hảo rồi, chưa bạc hết nhầm thửng nữa nè. Đó, châu chưa? Ủa rồi mấy phát rồi mấy ông nội. Trời ơi, mấy phát rồi bà con. Nãy giờ lo nói tàu lao QC ba chao không mà quên đếm mẹ nó rồi. Trời ơi bà con ơi, mấy phát bà con ơi. Trời ơi, nhớ comment bình luận bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Mugat mấy phát mà có thể tồn tại lâu đến như vậy đó bà con ơi. Đấy, đúng là lâu cực lâu mình mới cho đứng ở vị trí áo quân này nữa chứ. Nhưng mình quên đếm mất rồi. Bà con có thể comment bình luận bên dưới nha. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Dưới đây là một cái vị tướng khá là yêu thích của mình anh em ơi. Bốn vị tướng sát thủ lộ diện rồi nha. Đấy đây đấy. Oh yeah yeah. Tiếp theo nào một chiếc quán quân top 1 thì không ai khác chính là Kega. Một cái vị tướng mở cái mùa này phải nói là cực kỳ hữu ích dành cho anh em đi gần luôn bà con ơi. Đấy, bà con có thể biết cái vị tướng này vào và đi gần ở cái mùa này nha. Thời gian hồi chiêu nhanh mà bắt lẻ cực kỳ tốt đối với vị tướng này luôn. Đấy, ok, thì để coi cái sự tồn tại của nó đến từ trong cái chỗ sẽ bao nhiêu giây mà đứng được vị trí này đây. Thì Kega nha, là nó cái chiêu 2 là nó né được cái đòn đánh của chậu nào, bởi vì rất là hữu ích nha. Ok, để coi nó mấy phát trong chậu anh em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 wow 26 27 28 wow 29 30 31 32 trời ơi một cái vị tướng đầu tiên lên tặng 32 phát luôn mà con ơi, còn gì để nói nữa đối với cái vị tướng này. Quá trời hoàn hảo si ba chảo luôn. Trời ơi, đúng là cái vị tướng châu nhất là sát thủ dành cho Kega đứng ở vị trí top 1 mà. Không còn điều gì phải bàn cãi dành cái vị tướng này bà con ơi. Đấy, top 5 cái vị tướng sát thủ ngày hôm nay là những cái vị tướng mà anh em thích băng trụ thì băng nha. Đây là những cái vị tướng thí nghiệm để cho anh em có thể băng trụ dễ dàng trong đấu ganh ở cái mùa này bà con ơi. Cảm ơn bà con cô bác nha. Ok, anh em có yêu cầu ý tưởng gì mới nữa thì nhớ comment bình luận bên dưới nha bà con ơi. Mình sẽ làm theo cầu của bà con cô bác nha. Anh em đã xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem luôn giúp mình nha bà con. Ok, cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em trong những video kỳ sau. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.